Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Đồng Hồ. Và ở video trước bên mình đã review chi tiết cho các bạn về cái chiếc Apple Watch Free. Thì mình thấy các bạn comment khá là nhiều về vấn đề là sẽ so sánh cái sản phẩm này với lại cái chiếc của Huawei, đó là chiếc Huawei Fit. Và mình đã mượn được cái sản phẩm Huawei Fit về để review cho các bạn. Và mình xin chia sẻ luôn đó là với video này mình so sánh hai sản phẩm để cho các bạn có cái nhìn khách quan hơn và dễ dàng lựa chọn hơn cho mình một sản phẩm phù hợp, chứ không hề quảng cáo hay là PR cho bất kỳ cái sản phẩm nào nha. Đó, và không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video thôi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của hai em này. Thì đối với cái chiếc Apple Watch Free thì nó sẽ không có một cái nút khởi động nguồn gì hết. Mà để khởi động nguồn của chiếc đồng hồ này thì mình phải cắm sạc. Thì cái vấn đề này mình thấy cũng hơi bất tiện so với cái chiếc của Huawei Fit. Thì Huawei Fit nó sẽ có một cái nút để mình có thể bấm giữ ở đây và khởi động lên trong trường hợp mình để quên sạc ở nhà. Và thứ hai đó là về phần dây. Thì đối với phần dây thì mình đánh giá là của cái chiếc Apple Watch Free nó sẽ gọn gàng hơn. Đây, mình sẽ đeo cho các bạn xem. Đó, khi đeo vào thì mình sẽ có thể nhét cái phần còn lại vào bên trong. Đó, và như vậy mình sẽ thấy nó sẽ gọn hơn so với cái chiếc Huawei Watch Fit. Đây, đó, phải nhét vào như vậy. Và còn đối với vấn đề sạc á, thì cả hai đều sử dụng sạc như nhau. Đó là đều sử dụng cái 500 sạc và phải có tiếp điểm. Đó, đúng tiếp điểm thì mới sạc vào. Thì cả hai sản phẩm nó đều như nhau về vấn đề sạc này luôn nha. Đó, phải sạc đúng tiếp điểm của nó. Và mình đánh giá thì hai cái này nó đều có cảm giác lỏng lẻo, nếu mà các bạn rung mạnh thì nó có thể dễ dàng rớt. Đó. Còn về cái vấn đề tháo lắp dây á, theo mình thấy thì Apple Watch Free nó sẽ dễ dàng tháo lắp hơn bởi cái chốt ngàm nằm ở đây. Các bạn muốn tháo, các bạn chỉ cần kéo cái chốt ngàm và đẩy lên là các bạn có thể tháo lắp dây một cách rất là dễ dàng. Còn với chiếc Huawei đây, các bạn sẽ phải có móng tay hoặc là các bạn sẽ dùng một cái vật nào đó, bạn phải khậy cái này lên. Đó, nó hơi khó khăn một xíu. Rồi lúc này mình mới có thể tháo dây ra được. Đó, thì nó cũng hơi khó khăn đối với vấn đề thay dây ở trên cái chiếc của Huawei. Rồi còn về khung viền giữa hai sản phẩm này thì đối với cái chiếc Apple Watch Free thì nó sẽ sử dụng đó là chất liệu khung viền bằng polycarbonate, còn đối với chiếc Huawei thì nó sẽ sử dụng chất liệu đó là khung viền bằng polymer nha các bạn. Nhưng mà nhìn từ xa thì cả hai sản phẩm này nó cũng dạng nó giống như giả kim loại vậy đó. Tiếp theo mình sẽ đến với lại màn hình của hai sản phẩm này. Thì thực tế hai sản phẩm này nó có chung một kích thước màn hình, đó là 1.64 inch và đều là màn hình AMOLED luôn. Và độ phân giải của hai sản phẩm này nó đều giống nhau luôn, là 280x456 pixel. Tuy nhiên thì đối với cái chiếc Apple Watch Free thì nó sẽ sử dụng đó là kính cường lực 2.5D 46mm. Còn đối với lại cái chiếc Huawei thì nó sẽ sử dụng đó là kính cường lực cơ bản thôi. Và hiện tại nói về màn hình thì mình sẽ nói về cái tính năng ở trên màn hình này. Đó là đối với cái chiếc Huawei Fit á, thì nó sẽ có thể hỗ trợ cho mình tính năng đó là Always On Display ở trong phần cài đặt, có nghĩa là giúp cho màn hình luôn sáng. Đó, còn đối với cái chiếc Apple Watch Free thì nó sẽ không có hỗ trợ cho mình cái tính năng Always On Display đó. Và mình thấy đây cũng là một sự thiếu sót ở trên sản phẩm này. Ngoài ra, đối với cái chiếc Huawei Fit thì mình có thể là sử dụng những hình nền mặc định, hoặc là mình có thể sử dụng những cái hình nền bằng cái hình trong cái chiếc điện thoại của mình. Đó, những hình nền động ở đây, hoặc là những hình nền mình có thể cài đặt miễn phí ở bên đây. Rồi còn đối với cái chiếc Apple Watch Free thì ngoài cái việc mà mình có thể sử dụng hình nền trong cái chiếc điện thoại của mình làm hình nền cho đồng hồ, thì mình còn có thể sử dụng một cái tính năng đó là trang phục AI. Thì ở đây mình có thể mình chụp cái trang phục của mình để làm cái hình nền, cái màu sắc cái trang phục đó nha các bạn. Đó, ví dụ mình sẽ chụp đi. Rồi mình sẽ chọn màu sắc nè. Đó, mình sẽ tạo. Thì đây nó sẽ tạo cái hình nền theo cái màu sắc đó. Đó, rất là đẹp. Thì đây là một cái tính năng mình thấy nó nổi bật hơn so với cái chiếc Huawei Fit. Rồi còn nói phần hiệu năng cũng như là tính năng ở trên hai sản phẩm này, thì mình đánh giá đó là về phần hiệu năng thì cái chiếc Apple Watch Free nó sẽ mượt mà và nhanh hơn so với cái chiếc Huawei Fit. Đó, các bạn có thể thấy là cảm giác phút chạm ở trên cái chiếc Apple Watch Free rất là mượt mà. Và ngoài ra thì đối với tính năng tập luyện cũng như là những cái ứng dụng trong đây thì mình thấy nó cũng không có chênh lệch cũng như khác biệt là mấy. Tuy nhiên đối với cái Apple Watch Free thì nó sẽ có thêm cho mình đó là thêm tính năng uống nước nè, cũng như là điều khiển máy ảnh. Thì với cái chiếc Huawei Fit thì nó sẽ hỗ trợ cho nền tảng Android, còn nền tảng iOS thì nó sẽ không có tính năng điều khiển máy ảnh.
Rồi còn tốc độ phản hồi khi mà sáng màn hình thì mình đánh giá hai sản phẩm này là như nhau, ngang nhau luôn, chứ không có nào hơn cái nào hết nha các bạn. Còn đối với chế độ tập luyện á, thì mình đánh giá là cái chiếc Oppo Watch Free này nó nhiều hơn, nó trên 100 bài luyện tập lận. Còn ở bên cái chiếc Huawei Watch Fit thì nó chỉ 96 bài tập mà thôi. Tuy nhiên cái điểm nhỉnh hơn ở chiếc Huawei Watch Fit này đó là nó có các cái bài tập mà nó hướng dẫn cho mình luôn. Đây, nó sẽ hiển thị cái hình để cho mình có thể mình thao tác mình tập một cách nó đúng đắn và chính xác hơn, mà ở trên cái chiếc Oppo Watch Free thì nó không có. Và cái thứ hai đó là về vấn đề chỉ số khi mình tiện lên luyện tập. Đây, chỉ số mà ví dụ như mình đang nhảy chế độ nhảy dây đi, thì đối với cái chiếc Huawei Watch Fit á thì mình nhảy 40 cái nhưng nó chỉ đếm 38 cái mà thôi. Còn với cái Oppo Watch Free thì nó sẽ nhảy lên tới 51 cái. Đó. Và cái cuối cùng mà mình test đó là cái đi ngoài trời. Đây, thì cái chỉ số của hai sản phẩm nó tương đương giống nhau là 0,34 km. Còn đối với cái chiếc Huawei là 0,35 km. Đó, nó cũng tương đối là giống nhau về cái vấn đề test thực tế này. Và còn đối với những chỉ số ví dụ theo dõi sức khỏe điển hình như là giấc ngủ đi, thì sau khi mình đã sử dụng ở trên hai em này thì mình thấy nó đo cũng tương đối là giống nhau. Đó, ở trên hai thiết bị luôn. Ngoài cái vấn đề là đo giấc ngủ REM cũng như theo dõi SpO2 hoặc là nhịp tim ở trên đây, thì đối với cái chiếc Oppo Watch Free thì nó sẽ hỗ trợ cho mình thêm cái lịch trình ngủ để nhắc nhở mình cái vấn đề trước khi đi ngủ một cách tốt hơn. Còn ở trên cái chiếc Huawei thì nó không có hỗ trợ vấn đề đó, và nó chỉ hỗ trợ cho mình những tính năng ví dụ như là theo nhịp tim liên tục nè, SpO2 liên tục nè. Thì đây là một điểm nổi bật ở trên cái chiếc Oppo Watch Free nha. Rồi ngoài ra thì mình sẽ đo trực tiếp về cái chỉ số SpO2 cũng như đó là cái chỉ số nhịp tim ở trên hai sản phẩm này cho các bạn xem về cái độ chính xác. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chỉ số oxy trong máu ở trên cái chiếc Oppo Watch Free cho các bạn xem. Rồi 97, khá là chính xác so với mấy đo y tế luôn. Rồi tiếp theo đó là về cái nhịp tim, hoàn toàn chính xác so với cái máy đo y tế luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chỉ số SpO2 ở trên cái chiếc Huawei Watch Fit nha. Trong quá trình đo thì mình thấy là đối với cái vấn đề đo SpO2 ở trên cái chiếc Huawei Watch Fit á, nó hay cái bị cái vấn đề đó là nó bắt mình đo lại liên tục, nên cái chỉ số nãy giờ mình không có ra được một cách nó ổn định nhất. Rồi bây giờ mình thử để trên mặt bàn xem như thế nào. Rồi sau khi để cho mặt bàn thì nó vẫn không có đo được cái SpO2 của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên cái phần nhịp tim nha. Về nhịp tim thì mình thấy cái chỉ số nó cũng không có giống như cái máy đo y tế mà mình đang sử dụng. Nó có vẻ như cái tính năng đo cũng như theo dõi ở trên cái chiếc Huawei Fit thì nó chưa có được ok. Đó, theo các bạn thấy nãy giờ mình đo rất là nhiều lần rồi nhưng nó vẫn không cho ra một cái kết quả nào đó nó tốt cũng như là chính xác. Tiếp theo thì mình sẽ so sánh về cái vấn đề thông báo cũng như độ phản hồi ở trên cả hai thiết bị này. Rồi thì khi cuộc gọi tới thì các bạn có thể thấy là ở trên cái thiết bị của Huawei thì nó phản hồi nhanh hơn so với cái chiếc Oppo. Để mình thử luôn cái phần tin nhắn luôn nha. Rồi với tin nhắn thì ngược lại, cái chiếc Oppo Watch Free nó hiển thị nhanh hơn. Và có một cái đặc biệt nữa đó là đối với nội dung tin nhắn thì ở trên cái chiếc Huawei nó lại không có bị xuống dòng. Đó, còn cái chiếc Oppo Watch Free thì nó lại bị xuống dòng, nhìn cũng hơi khó đọc một xíu. Và cả hai sản phẩm này thì mình cũng đều không có trả lời trực tiếp ở trên đây. Và nội dung thông báo của ứng dụng bên thứ ba cũng như tin nhắn thì nó cũng như vậy. Mình sẽ thử một cái cuộc gọi cũng như tin nhắn cho các bạn xem bên Messenger nha. Đối với cái chiếc Huawei á, thì nó sẽ báo rung lên cho mình một cái nè. Rồi khi bắt máy thì cái chiếc Huawei nó cũng báo lên cho mình. Còn đối với cái chiếc Oppo Watch Free thì mình thấy nó lại không có thông báo. Đây, mình đã bật cái thông báo ở trên cái chiếc Oppo Watch Free rồi. Đó, mình đã bật hết luôn rồi. Nhưng mà vẫn không có thấy hiển thị thông báo, mà mình chỉ nhận được những cái cuộc gọi cũng như tin nhắn mặc định mà thôi. Thì về vấn đề này thì mình có vẻ như là cái chiếc Oppo Watch Free nó chưa có được ổn định cho lắm. Về ứng dụng thì đối với cái chiếc Huawei nó sẽ sử dụng đó là Huawei Health. Còn đối với Oppo Watch Free nó sẽ sử dụng ứng dụng là HeyTap Health. Đây, mình sẽ mở ứng dụng lên cho các bạn xem để xem cái ứng dụng bên trong của nó. Điển hình như là sức khỏe nè, nó sẽ hiển thị hết ở trong một trang. Rồi cho phần quản lý là mình có thể mình thiết lập cài đặt ở trên cái chiếc đồng hồ. Còn đối với phần Huawei Health, phần sức khỏe thì nó sẽ có rất là nhiều phần. Điển hình như là sức khỏe nè, rồi phần tập luyện nè, rồi phần thiết bị nè,
Đó, và cuối cùng là phần tôi nè. Thì nếu bạn nào mà chưa quen thì nó sẽ hơi rối. Còn đối với cái ứng dụng Hay Tập Heo thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình thôi theo dõi cũng như là sử dụng. Rồi còn đối với phần pin á, thì sau khi mình đã sạc 100% pin vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày hôm qua và sử dụng tới ngày hôm nay, thì các bạn có thể thấy phần trăm pin của hai sản phẩm nè, Oppo Watch Free còn 84% và Huawei Watch Fit thì còn 69%. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đối với Oppo Watch Free nó sẽ có dung lượng đó là 230 mAh, và cái chiếc Huawei Watch Fit thì nó sẽ có dung lượng pin đó là 125 mAh. Và đó là gì mình muốn so sánh cho bạn về hai dòng sản phẩm, đó là chiếc Oppo Watch Free cũng như là chiếc Huawei Watch Fit. Các bạn thấy sao về hai dòng sản phẩm này và đâu là sự lựa chọn của bạn thì có thể comment chia sẻ bên dưới giúp mình luôn nha. Cũng như nếu thấy video hay hữu ích, có thể nhấn like, share và subscribe kênh để xem nhiều những thú vị hơn nhé. Bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.